Bạn trốn đi đâu bây giờ? Nhiều người đến đây để xuất gia, nhưng sau khi trở thành nhà sư, họ đối diện với chính mình và cảm thấy rằng chẳng an lạc chút nào. Thế rồi họ nghĩ đến việc hoàn tục chạy trốn. Nhưng đi tìm an lạc ở đâu bây giờ? Biết được cái gì tốt, cái gì xấu mới là điều quan trọng. Dù đi nhiều nơi hay ở một chỗ cũng thế thôi. Bạn không thể tìm được an lạc trên đỉnh núi cao vời hay trong hang động sâu thẳm. Dẫu có thể tới tận nơi Đức Phật thành đạo, nhưng không phải nhờ thế mà bạn có thể đến gần chân lý hơn. Điều đương nhiên đến với bạn trước tiên là hoài nghi. Tại sao chúng ta phải tụng kinh? Tại sao chúng ta ngủ ít thế? Tại sao phải nhắm mắt lúc ngồi thiền? Những câu hỏi tương tự như vậy sẽ nảy sinh trong tâm bạn khi bạn bắt đầu hành thiền. Chúng ta phải thấy tất cả mọi nguyên nhân của đau khổ. Đó là chân pháp tứ diệu đế, chứ chẳng phải một phương pháp luyện tâm đặc biệt nào. Chúng ta phải quan sát cái gì đang xảy ra. Nếu quan sát sự vật, chúng ta sẽ thấy chúng đều là vô thường và trống rỗng. Từ đó, một ít trí tuệ sẽ nảy sinh. Khi chưa thật sự hiểu thực tại, chưa thấy rõ thực tại, chúng ta chưa hết hoài nghi, và sự chán nản sẽ trở lại với chúng ta nhiều lần. Đó không phải là dấu hiệu xấu, đó là một phần của những gì mà chúng ta phải đối đầu. Đó là những sở hữu của chính tâm ta. Đó chính là tâm và trí của ta. Đi tìm Đức Phật, Ngài Ajahn Chah thường tỏ ra dễ dãi và cảm thông với những đệ tử xuất gia Tây Phương thích đến rồi đi. Theo truyền thống, một thầy tỳ khưu mới phải ở với vị thầy đầu tiên ít nhất năm hạ rồi mới được ra đi làm một du tăng khất sĩ. Ajahn Chah thường nhắn nhủ đệ tử phải giữ gìn giới luật trong sạch. Giới luật là phần tối thiết yếu trong việc tu trì của một nhà sư. Phải nghiêm trì giới luật, ép mình trong khuôn khổ kỷ luật của thiền viện và của tăng đoàn. Nhưng một số nhà sư Tây Phương, giống như trẻ dần nuông chiều, đã được Ajahn Chah cho phép ra đi trước thời hạn để đến học với những vị thầy khác. Thông thường một vị sư ra đi là chuyện đương nhiên, chẳng có gì phải lưu luyến. Nhung nhớ hay gây chút xáo trộn nào trong thiền viện, đời sống trong giáo pháp trực tiếp đầy đủ và trọn vẹn. Mỗi lần ngồi ở đâu, Ajahn Chah đều nói chẳng có ai đến và chẳng có ai đi. Sau một năm rưỡi tu tập tại chùa Wat Pha Mong, một nhà sư Mỹ xin phép đến tu học với các thầy người Thái và Miến Điện khác. Một hai năm sau, nhà sư Mỹ trở về với nhiều mẩu chuyện về cuộc hành trình của mình, gồm nhiều tháng hành thiền tích cực và một số kinh nghiệm đáng ghi nhớ. Sau buổi tụng kinh lễ Phật chấm dứt, nhà sư Mỹ được đối xử bình thường như chẳng hề có chuyện ra đi. Sau buổi thảo luận Phật pháp và hoàn tất mọi công việc thường nhật với các nhà sư và khách đến viếng thăm, Ajahn Chah hỏi nhà sư Mỹ xem thử nhà sư có tìm thấy giáo pháp gì mới lạ và hay ho không. Không, mặc dù tôi đã học được nhiều điều mới trong khi hành thiền, nhưng thật ra tất cả những điều đó đều tìm thấy ở Wat Pha Mong này. Giáo pháp luôn luôn ở ngay đây để mọi người thấy và thực hành. Ajahn Chah cười nói, à đúng vậy, tôi đã từng nói với sư điều này trước khi sư đi, nhưng sư không hiểu đó thôi. Nhà sư Mỹ sau đó đến cốc của Ajahn Sumedho, vị học trò đầu đàn người Tây Phương của Ajahn Chah, và kể lại tất cả hành trình của mình, những điều hiểu biết mới và những thành quả lớn lao trong việc hành thiền. Sumedho yên lặng lắng nghe và chuẩn bị bình trà buổi chiều được pha bằng một vài loại cây rừng. Sau khi câu chuyện chấm dứt, Sumedho mỉm cười nói, vâng, thật kỳ diệu, hãy để cho chúng trôi qua. Cứ thế những người Tây Phương tiếp tục đến rồi đi. Tất cả đều tự mình học những bài học này. Đôi lúc trước khi họ lên đường,
Ajanta chúc họ đi thành công, nhưng thường thì nói vài câu trêu chọc họ. Một nhà sư người Anh băn khoăn trong việc tìm kiếm một cuộc sống hoàn hảo, một vị thầy hoàn hảo, đến rồi đi, xuất gia rồi hoàn tục nhiều lần. Thế, Ajanta quở trách: nhà sư này đang tìm kiếm gì đây? Ajanta tuyên bố với toàn thể tăng chúng: con rùa có râu không? Quý vị nghĩ xem ông ta phải đi bao xa mới tìm thấy nó. Tệ hơn nữa, một vị sư Tây Phương đến xin phép Ajanta để đi. Vì nhà sư thấy rằng việc thực tập với đời sống bó buộc của tu viện quá khó khăn, thấy quanh mình thật nhiều tệ hại. Một số sư nói chuyện nhiều quá: tại sao chúng tôi phải tụng kinh mới được chứ? Tôi cần nhiều thời giờ ngồi thiền một mình. Những vị sư cao hạ hơn và ngay cả thầy nữa, chẳng chỉ dễ gì cho người mới cả. Nhà sư nói trong nỗi thất vọng: ngay cả thầy cũng chẳng có vẻ gì là người giác ngộ cả. Thầy luôn luôn thay đổi, lúc thì thật khó khăn, lúc thì như bất cần. Làm sao tôi biết thầy đã đắc đạo chưa? Ajanta cười cởi mở khi nghe nhà sư người Anh nói thế, vừa vui đùa vừa chọc tức nhà sư trẻ. Ajanta nói: cái hay là ở chỗ tôi không tỏ ra đã đắc đạo đối với nhà sư. Bởi vì nếu như tôi giống khuôn mẫu người giác ngộ của sư, người giác ngộ lý tưởng phải làm những hành động như sư nghĩ, thì sư vẫn dính mắc mãi vào việc tìm kiếm ông Phật ở bên ngoài. Ông Phật không ở bên ngoài, Phật ở ngay trong chính tâm của sư. Nhà sư trẻ cúi đầu lại Ajanta rồi trở về cốc để tìm ông Phật thật. Hãy nương tựa vào chính mình. Ngồi xếp bằng trên nền đá cứng là chuyện tự nhiên và dễ dàng đối với những người sinh trưởng trong hoàn cảnh thiếu tiện nghi vật chất. Nhưng đó là việc hết sức khó khăn đối với một sa di trẻ tuổi Tây Phương vừa mới đến thiền viện. Một vị sa di còn vụng về và kém quyển chuyện, không có gì khổ sở, khó chịu cho bằng phải ngồi trên sàn nhà cứng ngắc và lạnh lẽo. Vị sa di tìm ra được một cách thích nghi để làm giảm bớt sự căng thẳng này. Đó là một buổi sáng, sa di vào thiền đường thật sớm, lựa một chỗ ngồi gần với cột nhà. Và khi mọi người đều nhắm mắt hành thiền, thì sa di có thể nhẹ nhàng tựa lưng vào cột đá, hành thiền một cách thoải mái theo kiểu Tây Phương. Sau một tuần lễ thực tập và một buổi tối, Ajanta rung chuông báo hiệu giờ ngồi thiền chấm dứt và bắt đầu giảng pháp. Nhìn thẳng vào nhà sư mới, Ajanta nói: hôm nay tôi sẽ nói về đề tài khi thực hành giáo pháp, ta nên tự hỗ trợ cho mình, tự nương tựa nơi chính mình, đừng nương tựa vào nơi nào khác bên ngoài mình. Mọi người trong thiền đường đều cười, riêng chú sa di Tây Phương hơi bối rối một chút, ngồi thẳng thắn khác thường ngày. Từ lúc bắt đầu buổi giảng cho đến khi bài pháp chấm dứt, từ đấy trở đi, với quyết tâm mạnh mẽ, chú sa di đã học được cách ngồi thẳng lưng trên mọi sàn nhà dưới bất kỳ hoàn cảnh hay điều kiện nào. Học hỏi cách dạy học. Hôm nay là lễ Makkhabuja, ngày rằm tháng giêng. Đây là một ngày quan trọng trong Phật giáo, kỷ niệm ngày 1250 vị A-la-hán, những vị học trò giác ngộ của Đức Phật, hội họp. Trong cuộc họp mặt đó, Đức Phật đã dạy chư tăng đi khắp nơi để truyền bá giáo pháp, đem lại sự tốt đẹp, sự hạnh phúc và giác ngộ cho chúng sanh. Trong dịp lễ này, Ajanta và hàng trăm đệ tử của ngài đã thức trọn đêm để hành thiền với thiện nam tín nữ. Cả ngàn người tham dự ngồi kính chánh điện rộng lớn. Họ ngồi một giờ đồng hồ. Sau đó, Ajanta hay một trong những học trò lớn của ngài sẽ thuyết pháp liên tục suốt đêm. Cứ một giờ ngồi thiền lại một giờ thuyết pháp. Một trong những vị học trò lớn người Tây Phương của ngài Ajanta ngồi chung với những vị sư mới. Họ cảm thấy phấn khởi, thích thú lẫn khó khăn khi trải qua một đêm thực tập như vậy. Vào khoảng giữa đêm, sau khi dứt một giờ ngồi thiền, Ajanta tuyên bố cho mọi người biết để đón nghe một nhà sư Tây Phương thuyết pháp bằng tiếng Lạc. Cả nhà sư đó và thiện tín hiện diện đều lấy làm ngạc nhiên trước sự đột ngột đó, nhưng không còn dịp chuẩn bị hay băn khoăn. Nhà sư phải cố gắng ngồi trước mặt mọi người, kể lại lý do tại sao thầy xuất gia và những hiểu biết mới mẻ về Phật pháp mà thầy đã gặt hái được qua thực hành.
sau lần nói chuyện này, thầy không còn bối rối khi phải thuyết pháp trước đám đông bằng ngôn ngữ mà mình mới lẩm bẩm. Sau này, Ajahn Chah giải thích rằng lúc thuyết pháp, hãy để cho pháp trôi chảy một cách tự nhiên từ con tim và từ kinh nghiệm nội tại của mình mà không cần sửa soạn trước. Cứ ngồi, nhắm mắt lại và để Phật pháp tự thuyết lấy. Một dịp khác, Ajahn Chah bảo Ajahn Sumedho về học trò Tây Phương kỳ cựu của ngài thuyết pháp. Sumedho thuyết trong vòng nửa tiếng đồng hồ. Ajahn Chah bảo thuyết thêm nửa tiếng nữa. Sau nửa tiếng, Ajahn Chah lại bảo thuyết thêm nữa. Sumedho tiếp tục và bắt đầu chán. Nhiều thiện tính bắt đầu ngủ gục. Ajahn Chah khuyến khích bắt thêm nữa. Sau khi chiến đấu suốt mấy tiếng đồng hồ, Sumedho đã hoàn toàn làm mọi người chán nản. Cũng từ đó về sau, Sumedho chẳng bao giờ lo sợ khi phải thuyết pháp trước đám đông, không còn sợ người ta phê bình, đánh giá mình trong khi thuyết pháp nữa. Ajahn Chah hỏi một nhà sư sắp từ giả tu viện để về xứ rằng thầy có dự định dạy dỗ gì khi về Âu Châu không? Nhà sư trả lời rằng thầy không có dự tính dạy Phật pháp, tuy nhiên nếu có ai hỏi, thầy sẽ cố gắng giải thích cho họ biết cách hành thiền. Ajahn Chah nghe nói thế bèn nói: tốt lắm, dạy Phật pháp cho người muốn học thì còn gì tốt bằng. Ajahn Chah lại nói thêm: và khi thầy giảng dạy Phật giáo, tại sao không gọi đó là Thiên Chúa giáo? Ở Tây Phương mà thầy nói đến Phật giáo thì họ không hiểu gì cả. Tôi nói về Thượng Đế với người Thiên Chúa, mặc dù tôi chưa đọc sách của họ, tôi tìm thấy Thượng Đế trong tâm. Thầy có nghĩ rằng Thượng Đế là ông già Noel hàng năm thường đem quà đến cho trẻ em không? Thượng Đế là giáo pháp, là chân lý. Ai ý thức được điều này thì sẽ hiểu biết tất cả mọi sự. Và Thượng Đế chẳng có gì đặc biệt cả, chỉ có vậy thôi. Những điều chúng ta thực sự cần dạy là làm thế nào để thoát khỏi đau khổ, làm thế nào để có được tình thương, có trí tuệ và tràn đầy từ ái. Những lời dạy về tình thương và trí tuệ là Phật pháp. Bất kỳ ở nơi đâu và dùng bất kỳ ngôn ngữ gì cũng có thể dạy về tình thương và trí tuệ. Hãy gọi đó là Thiên Chúa giáo. Dạy như thế giúp nhiều người hiểu hơn. Ajahn Chah đã dạy những điều sau đây cho một vị có ý muốn dạy giáo pháp. Đừng làm cho họ ngại ngùng, lo sợ khi gặp thầy. Hãy vững vàng và trực tiếp. Hãy thành thật trước những khuyết điểm của mình. Hãy thừa nhận khả năng giới hạn của thầy. Hãy làm việc với tình thương và lòng quảng đại. Khi gặp người mà thầy không đủ khả năng hay nhân duyên để giúp, hãy phát triển tâm xả. Đôi khi việc dạy dỗ rất khó khăn, phải kiên nhẫn. Thầy dạy đạo là cái thùng rác để mọi người vớt vào đó mọi nỗi bực dọc và mọi vấn đề rắc rối. Thầy càng dạy nhiều người, thùng rác của thầy càng đầy. Nhưng đừng lo lắng, dạy dỗ người khác là phương cách tuyệt diệu để thực hành Phật pháp. Phật pháp sẽ hỗ trợ cho kẻ nào thành thật áp dụng Phật pháp vào trong đời sống của họ. Người nào dạy dỗ kẻ khác thì đức kiên nhẫn và tri hiểu biết sẽ phát triển. Ajahn Chah khuyến khích học trò của ngài hãy chia sẻ với người khác những gì mình đã học hỏi được. Khi thầy học được chân lý, thầy có thể giúp người khác, đôi khi bằng lời dạy của thầy, nhưng phần lớn thì bằng lối sống của thầy. Ai muốn hiểu tôi thì phải sống với tôi. Nếu thầy sống ở đây lâu, thầy sẽ biết. Tôi đã là một vị du tăng sống trong rừng nhiều năm. Tôi không dạy, tôi thực hành và lắng nghe lời thầy tôi dạy. Và đây là lời nhắn nhủ quan trọng. Khi nghe, hãy thực sự nghe. Tôi không biết phải nói gì nữa. Hãy đọc tâm mình. Ngày xưa học trò phải sống với thầy ít nhất 5 năm. Nhiều ngày phải giữ im lặng tuyệt đối, không được nói với ai một tiếng nào. Đừng nói chuyện nhiều. Đừng đọc sách mà hãy đọc chính tâm mình. Như ở Wat Pa Bon, có lúc những sinh viên tốt nghiệp đến đây xuất gia, họ có thói quen thích đọc sách. Họ có nhiều dịp để đọc sách, nhưng ít có cơ hội để đọc tâm mình. Bởi thế, khi những sinh viên tốt nghiệp đến đây tu gieo duyên 3 tháng, theo phong tục Thái, tôi đã khuyên họ gấp sách vở và tài liệu lại. Trong thời gian ở đây, họ có dịp may để đọc chính tâm mình.
Thật ra đọc chính tâm mình rất thú vị. Cái tâm chưa được huấn luyện này luôn luôn chạy theo thói quen tệ hại. Tâm nhảy nhót thích thú và liều lĩnh vì chưa được huấn luyện thuần thục. Bởi thế, hãy huấn luyện tâm mình. Đó là điều tối thiết yếu. Phật giáo là đạo của tâm. Chỉ có thế thôi. Người nào đào luyện tâm mình, người ấy thực hành Phật giáo. Giữ giáo pháp đơn giản. Một khu rừng lớn gần làng mạc được dâng cho ngài Ajahn Chah để làm tu viện. Một vị thiện nam giàu có nghe thế bèn hoan hỷ dâng cúng tài chánh để xây dựng một giảng đường và chùa lớn trên đỉnh đồi cao của khu rừng. Một số thiện tín khác hội họp cùng nhau vẽ nên một pháp đường và những kiến trúc phụ thuộc. Cốc của chư tăng được cất trong những hang động quanh núi. Một con đường xuyên qua khu rừng rậm được khai phá. Phần kiến trúc phải làm trước tiên là pháp đường, đổ móng, đốt những cây cột lớn, làm nền để thiết kế một tượng Phật khổng lồ. Khi công trình đang tiến hành, nhiều kiến trúc phụ được bổ sung. Thí chủ ủng hộ và nhóm kiến trúc sư bàn cãi mãi vì ý kiến bất đồng. Mái phải làm thế nào cho hợp, có nên sửa đổi đồ án lại theo cách nào cho sáng sủa hơn. Mọi người đều có ý kiến hay, nhưng ý kiến nào cũng tốn tiền cả. Cuối cùng mọi người đem ra bàn thảo trong một buổi họp nhiều giờ với ngài Ajahn Chah. Tất cả mọi ý kiến đều được đem ra bàn cãi sôi nổi. Cuối cùng vị thiện nam thí chủ xin ngài Ajahn Chah cho biết ý kiến. Ajahn Chah cười và trả lời đơn giản: khi quý vị làm tốt thì có kết quả tốt. Chẳng bao lâu pháp đường lộng lẫy hoàn thành. Thiền cách nào hay nhất? Hầu như suốt ngày Ajahn Chah phải bận rộn tiếp khách, sinh viên, nông dân, chính trị gia, tướng tá, khách hành hương, thiện nam tín nữ. Họ đến xin ngài chúc phúc để thỉnh ý, hỏi đạo, vấn an, bác bí, thử thách, phân trần, chỉ trích, khiếu nại. Họ đem đến hàng ngàn vấn đề để giải quyết. Ajahn Chah không ngừng dạy dỗ họ. Có người hỏi ngài về chuyện này. Ajahn Chah trả lời: tôi đã học hỏi được nhiều giáo pháp khi tiếp xúc với họ, nhiều hơn tất cả các cách hành thiền khác. Bữa ăn tuyệt vời. Một số sinh viên hỏi: tại sao Ajahn Chah rất ít khi nói về Niết Bàn mà chỉ dạy về trí tuệ trong đời sống thường nhật? Nhiều thiền sư khác thường giảng dạy về sự kiến ngộ và nguồn an lạc vô biên của Niết Bàn. Ajahn Chah trả lời: một số người thưởng thức một bữa cơm ngon và sau đó kể lại sự tuyệt vời của bữa cơm cho bất kỳ ai mà họ gặp. Một số khác cũng ăn và thưởng thức một bữa cơm tương tự, nhưng họ cảm thấy không cần phải đi kể cho mọi người nghe về bữa cơm mà mình đã ăn rồi.